Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Tốt Sao Hàn, và như thường lệ ngay sau đây hãy cùng mình nắm bắt những tin tức mới nhất có trong ngành. Nếu như nhóm nhạc Blackpink chưa được Knet cũng như là giới chuyên môn đánh giá là nhóm nhạc nữ có sức ảnh hưởng lớn nhất tại nơi đây thì Jennie lại là một trường hợp ngược lại. Và trong nhóm nhạc Blackpink thì Jennie là người có sức hút nhất và nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả xứ sở kim chi. Và mới đây thì thông qua bảng xếp hạng thương hiệu cá nhân thì có thể thấy Jennie là cái tên nữ đang có sức hút nhất tại thời điểm hiện tại. Mới đây thì bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu idol cả nam lẫn nữ của Viện Nghiên cứu Kinh doanh Hàn Quốc đã chính thức công bố người đứng đầu cho tháng 8. Bất ngờ nhất trong danh sách lần này chính là Jennie đã vượt mặt Jimin để giành vị trí đầu tiên với 10,5 triệu điểm. Số điểm áp đảo trước nay chưa từng có đối với một nghệ sĩ nữ, và cô nàng cũng là idol nữ đầu tiên trong lịch sử K-pop đứng đầu bảng xếp hạng thương hiệu tính cho cả nam lẫn nữ. Các từ khóa liên quan đến Jennie bao gồm YouTube, solo, poster cá nhân và chiếm đến 90,74% phản ứng tích cực từ công chúng. Điều này cho thấy Jennie đang rất phổ biến tại quê nhà thời điểm hiện tại và nhận được sự ưu ái của khán giả. Tiếp theo trong bảng xếp hạng này là Jimin đứng ở vị trí thứ 2 với 9,8 triệu điểm. Nam idol đã giữ vị trí này rất lâu và phải đến hôm nay mới có người vượt mặt anh chàng, và đặc biệt còn là nữ. Đứng thứ 3 là Kang Daniel với 7,9 triệu điểm. Việc vị trí bảng xếp hạng thương hiệu có sự thay đổi khiến nhiều người thật sự bất ngờ, bởi vì trước đến nay, một nam idol lúc nào cũng sẽ nhận được số điểm cao và sự quan tâm từ công chúng nhiều hơn. Nhưng thời điểm hiện tại thì Jennie đang làm thị hiếu của khán giả thay đổi. Tuy nhiên, thành tích này lại gây ra một số tranh cãi. Số người hâm mộ Jimin cho rằng nam idol bị điểm thấp hơn là do không có hoạt động solo trong tháng này và không có nhiều quảng cáo như Jennie. Điều này cũng là một lý giải. Tuy nhiên, phải công nhận rằng Jennie đã thật sự làm rất tốt khi thu hút sự chú ý từ công chúng tại Hàn Quốc. Tự chung thì Jennie chính là soán ngôi Jimin trên bảng xếp hạng này. Đây là thành tích đầu tiên mà chưa idol nữ nào có thể làm được. Đặc biệt hơn là phản ứng tích cực của cư dân mạng đối với Jennie cũng tăng rất cao. Đây là những tín hiệu vô cùng tích cực dành cho riêng Jennie và Blackpink trên chặng đường chinh phục những khán giả khó tính tại Hàn Quốc. Vâng, một lần nữa xin chúc mừng Jennie và cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Và đừng quên ấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để nắm bắt những tin tức mới nhất có trong ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.